Hằng My. Minh Thức xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Chào Xuân đặc biệt 30 Tết của truyền hình báo Cà Mau Điện tử. Vậy là chỉ vài giờ đồng hồ nữa là đến thời khắc giao thừa, chúng ta sẽ tiễn năm Kỷ Hợi và đón chào năm Canh Tý năm 2020. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Minh Thức, Hằng My xin kính chúc quý khán giả một đêm giao thừa cùng những ngày Tết sum vầy, vui vẻ cùng gia đình, người thân, bạn bè. Chúc một năm mới hạnh phúc, thành công và sự như ý. Phần đặc biệt của chương trình đêm nay là thư chúc Tết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải gửi đến toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Nhưng trước đó, mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về không khí, sự phấn khởi của nông dân xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời khi thu hoạch vụ nông sản phục vụ Tết. Những ngày Tết dù công việc nặng nhọc hơn, song lực lượng công nhân vệ sinh vẫn có những niềm vui Tết rất riêng, ghi nhận từ chuyện những người làm sạch đường phố. Những ngày Tết, lực lượng Hải đội Biên phòng 2 và cán bộ chiến sĩ, các lực lượng công an phải tạm gác niềm vui riêng, tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển và trật tự an toàn xã hội. Phóng sự Niềm vui đón Tết trên sóng biển và vì một mùa xuân an lành hạnh phúc sẽ phản ánh các nội dung này. Tết ấm tình người là ghi nhận về những nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng, xã hội trong việc chăm lo Tết cho các hộ nghèo, công nhân, lao động nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Vụ mùa cuối năm thường được bà con nông dân xem là vụ mùa quan trọng nhất trong năm. Bởi sau một năm dài tất bật dưới ruộng vườn, bờ rẫy thì đây là lúc họ thu hoạch vụ mùa ăn Tết với niềm mong ước được mùa được giá, gia đình vui xuân đón Tết sum túc hơn. Những ngày giáp Tết, từ sáng sớm, vợ chồng anh Bùi Văn Nhiệm ở ấp Dầu Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời bắt đầu thu hoạch các nông sản trồng tại vườn nhà mình. Trên diện tích 5 hectare đất, anh Nhiệm dành khoảng hơn 1 hectare trồng màu. Tùy mùa, có khi anh trồng khổ qua, dưa leo, bầu, bí đao. Dưới ao bông súng được anh trồng quanh năm. Còn Tết này, phía trên bờ ao, anh trồng bầu để thu hoạch đúng vào dịp cận Tết Nguyên Đán. Năm nay, từ độ tháng 10 âm lịch, vợ chồng anh Nhiệm bắt đầu xuống giống bầu. Khoảng tháng 11 là thu hoạch cho đến hết tháng 12. Từ khi vào vụ thu hoạch, mỗi ngày vợ chồng anh Nhiệm hái gần 100kg bầu, 30kg bông súng. Vụ mùa năm nay khá thuận lợi nên gia đình anh cũng phần nào an tâm về chi phí lo sắm Tết. Những năm trước, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình thu hoạch cũng gần 30 triệu đồng từ rau màu. Vì cũng nhờ trồng gãy, trồng bầu này kia, múp hay là hú qua vậy đó. Năm nào cũng là thu hoạch cũng tốt, rồi được số tiền Tết, ăn Tết cũng ổn định. Nhà cửa này kia thang trang rồi mình sắm sửa này kia cũng đầy đủ, được số tiền Tết mình cũng ảnh. Không chỉ thu hoạch rau màu cuối năm mà những nhà vườn trồng cây ăn trái ở ấp 5 xã Trần Hợi cũng tất bật thu hoạch phục vụ thị trường Tết. Trên 5 hectare đất với gần 3.000 gốc xoài phát triển xanh tốt, dự tính mùa vụ này gia đình ông Quỳnh Công Lý thu hoạch hơn 15 tấn. Hiện tại vườn nhà ông Lý trồng loại xoài Đài Loan xanh, Đài Loan đỏ, tứ quý, những loại được ưa chuộng tại thị trường trong nước và cả xuất khẩu. Nếu như là hết cái vụ năm nay tôi thu hoạch thì cũng không có dưới vài ba chục tấn, nhưng mà cái giá thì như vừa rồi á, thì nếu mà giá xoài nhất thì được 42.000, năm nay cái giá nó hơi gớt, như năm rồi thì được 68, năm nay là 42. Còn xoài xô á, xoài đỏ thì vừa rồi là tôi bán được giá 30. Còn xoài xanh á, xoài xanh mà loại mà xoài Đài Loan á, là giá được 20. Cái vụ xoài Tài Lộc này thì mình trước khi mình muốn làm thì mình phải đặt bao theo cái ý của mình. Trong cái dịp Tết này là làm không có nhiều, cũng vài trăm bao thôi, nhưng mà cái hàng đặt thì hiện giờ mà tùy theo nửa lúc mình ra trái xoài nó đẹp thì mình bán cũng cỡ 150.000 trái chắc được, hoặc giả là 200 tùy theo cái loại trái. Nó ở đây thì cái giá nó hơi rẻ hơn ở vùng trên chút. Trái xoài tròn đầy, màu đỏ vàng, trọng lượng đúng lúa, khoảng gần 1kg, cũng luôn được các thương lái đặt hàng từ trước Tết. Ngoài những mẫu trái thông thường, năm nay gia đình ông Lý tạo thêm mẫu trái mới, khắc chữ tài và chữ lộc để tung ra thị trường Tết. Với mẫu trái này, dự tính có giá từ 150 đến 300.000 đồng một cặp.
Mẫu trái đẹp, in chữ bắt mắt, phù hợp để trưng trong ngày Tết nên hứa hẹn sẽ rất hốt hàng. Thì Tết năm nay gì là quá vui rồi, thu hoạch trúng mùa, giá cả thì nó cũng được nên Tết năm nay thì chắc cũng hơi gọn gàng chút xíu. Đủ tiền sắm sửa Tết trong nhà, mấy đứa nhỏ thì quần áo xuống xính rồi cũng được. Một năm mình có một vụ à, nhưng mà năm nay thì thấy giá và cái năng suất nó cao hơn mỗi năm. Vụ mùa cuối năm, bà con nông dân tập trung dồn sức chăm bón và mong đợi trúng mùa được giá để có sắm sửa trang hoàng nhà cửa đón những ngày xuân sung túc, vui tươi hơn. Còn năm nay chúng gãy nhà ăn Tết cũng nhà cửa cũng vui vẻ. Chúc cho mọi nhà được làm ăn phát triển dồi dào và đầy đủ nghị lực, sức khỏe để mà làm ăn phát đạt. Để đảm bảo các tuyến đường luôn sạch đẹp trong những ngày Tết, lực lượng công nhân vệ sinh luôn phải túc trực dọn dẹp thường xuyên. Cùng phóng viên báo Cà Mau Online cảm nhận vất vả một ngày làm việc của họ trong thời khắc sắp chuyển giao năm cũ sang năm mới. Trót gắn đời mình với công việc vệ sinh đường phố, hơn 20 năm qua, chị Vũ Thị Minh Hà, 39 tuổi ở phường 5, thành phố Cà Mau, luôn nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nối nghiệp công việc từ ông bà ngoại nên khi còn nhỏ, chị đã biết quý trọng nghề này. Công việc quét rác trên các tuyến phố của chị thường bắt đầu từ 1 đến 5 giờ sáng. Nếu những ngày khối lượng rác tăng nhiều thì giờ làm việc của chị cũng từ đó tăng theo. Hồi đời ông bà ngoại, rồi tới mẹ, rồi tới dì, rồi tới cậu, rồi mới tới chị. Tính ra là gia đình chị là muốn làm hết rồi đó. Tại vì ông ngoại, bà ngoại thì già nghỉ hưu, rồi ở trên mới là mấy lãnh đạo mới thấy là ông ngoại nghỉ hưu rồi thì thôi chị cũng dạng như chị cũng đi làm từ nhỏ nên người ta cũng chiếu cố cho chị vô làm. Tính ra làm này cũng 21 năm. Còn đây là gia đình của chị Lê Thị Thành, 50 tuổi, cũng là công nhân quét rác tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Cà Mau. Khi khối lượng công việc tăng cao, đặc biệt là dịp cận Tết, chị Thành phải huy động hết các thành viên trong gia đình phụ giúp mới hoàn thành đúng tiến độ xe thu gom. Những ngày Tết, công việc của các chị càng nặng nhọc hơn vì lượng rác tại các điểm chợ tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Dù nặng nhọc, chiếm phần lớn thời gian, nhưng công việc này đã đem lại cho các chị những niềm vui rất riêng. Suy nghĩ, mình thấy suy nghĩ con cháu mình không biết nữa, nó ấy gì không chứ. Mình cũng suy nghĩ, không lẽ mình bắt nó nối nghiệp theo mình hoài. Cho nó mấy con đứa tính nghỉ hưu, cho mấy đứa đi học nghề, cho nó kiếm cái gì nó làm chứ. Đi học nghề cho nó học nghề này kia chứ nó mình đi theo mình hoài. Có nhỏ cháu này thì nó đi theo rồi đó. Còn mấy đứa dâu này cũng tính xin nghỉ, cũng cho nó vô làm sợ làm không nổi. Tại vì con đường này nó quá nặng. Không quản nặng nhọc, những người làm sạch đường phố vẫn luôn nỗ lực hết mình về trách nhiệm với công việc đảm nhận. Đêm giao thừa sắp tới, đó cũng là lúc có thể người công nhân quét thức trắng để làm sạch đường phố, khu vực công cộng sau đêm vui đón giao thừa của mọi người. Một năm dài với công việc làm đẹp đường phố, đến lúc giao thừa đón năm mới, những người công nhân này vẫn cặm cụi với công việc, chỉ mong sao để người dân được du xuân đón Tết trong lành, an vui trên những con phố sạch rác. Do yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, lực lượng hải đội biên phòng 2 lại chuẩn bị cho những ngày dài trên biển. Ngày Tết của các anh được khởi đầu bằng những tiếng còi tàu rẽ sóng ra khơi để làm chỗ dựa cho ngư dân bám biển. Ý thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, nên từ trước Tết Nguyên Đán, cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 biên phòng Cà Mau đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống. Trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết, tất cả tàu của đơn vị đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên biển. Thực hiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020, thì đơn vị đã triển khai đồng bộ đầy đủ các nội dung, trong đó tập trung vào làm tốt công tác huấn luyện cho toàn đơn vị thành thạo các phương án chiến đấu, bảo đảm tốt vũ khí trang bị, phương tiện, các lượng dự trữ
lương thực, thực phẩm, nhiên liệu theo quy định, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đồng thời, thì đơn vị cũng sẽ chủ động tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên biển, đặc biệt là các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Ngoài những ngày huấn luyện học tập tại đơn vị theo kế hoạch, thì đa số cán bộ chiến sĩ của Hải đội Biên phòng 2 luôn có mặt trên biển khơi trùng điệp sóng. Người dân vùng biển sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đã rất quen với tiếng còi tàu mỗi khi xuất kích ra biển làm nhiệm vụ của đơn vị. Gia đình ông Nguyễn Văn Ân, ngụ thị trấn Sông Đốc, có 6 chiếc tàu hoạt động nghề lưới dây cá cơm và trong đèn. Còn anh Mai Văn Thẳng, cùng ngụ Sông Đốc, có tàu hoạt động nghề giá cào đôi. Năm nay anh Thẳng và 20 thuyền viên sẽ ăn Tết trên biển. Vì vậy, mỗi khi tàu ra biển, ông Ân và anh Thẳng đều niềm tin đặt vào các chiến sĩ biên phòng. Như chú thấy biên phòng có lo lắng, lo cho anh em để đánh bắt thì yên tâm hơn, như mình làm mình không có sợ hồi hộp. Thường thường thì chú trong cái dịp Tết này thì chú cũng liên lạc với biên phòng, thì ví dụ như có cái chuyện gì xảy ra thì chú cũng phải nhờ với biên phòng, đừng để cho anh em biên phòng xử lý dùm, rồi chỗ nào gần nhất như ví dụ mình ra ngoài hàng chuối hoặc ra thuốc chu thì cũng nhờ biên phòng cứu chú. Thời gian đi cả 5-6 tháng mới vô. Nếu có đồ là ví dụ không có đồ thì nghỉ, còn có đồ cũng kéo luôn chứ. Ngàn ngày đỡ ngày. Tết rồi có ghe thu mua nó ra rồi mình bán đồ cho nó, rồi bắt đầu ăn Tết rồi mua thịt thà cái gì ra ra cho em ăn Tết. Những chuyến tàu tuần tra bảo vệ vùng biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng to gió lớn không quản ngày đêm. Ngoài đó, những con tàu của ngư dân vẫn chồng lên những ngọn sóng để buông lưới thả câu. Cuộc sống của ngư dân gian nan vất vả là vậy, mà họ vẫn ngày đêm bám biển. Thành quả lao động của họ không chỉ phục vụ cuộc sống gia đình mà còn góp vào sự phát triển của quê hương. Thì trước nhất thì mình tưởng cũng là mình chạy trong cái dịp Tết này, gần Tết mình vô chuẩn bị cũng cho anh em một cái số tiền, thí dụ như mình mặn làm như có cái đồng tiền vô này cho anh em xây sở trong dịp Tết này. Niềm vui những mẻ lưới nặng tay, hải sản đầy tàu của ngư dân trong những chuyến đánh bắt cũng là động lực, là niềm vui của cán bộ chiến sĩ hải đội biên phòng luôn ngày đêm đồng hành cùng họ trên biển. Đối với cán bộ chiến sĩ, mọi chế độ tiêu chuẩn theo quy định đã được đơn vị nhận và cấp phát đầy đủ cho từng quân nhân. Ngoài ra, chế độ Tết của cán bộ chiến sĩ được tăng cường thêm từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị. Để đảm bảo tốt cho cái cán bộ chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên Đán thì đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm các cái quy định của trên, đảm bảo đầy đủ các chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội. Ngoài ra thì đơn vị cũng trích một phần quỹ vốn bảo đảm túi quà Tết cho cán bộ chiến sĩ nhằm động viên tinh thần, góp phần tạo không khí đầm ấm, gắn kết với gia đình cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết. Đối với các đồng chí ở lại trực, đơn vị cũng trích một phần quỹ vốn tăng gia sản xuất đưa vào bữa ăn cho các ngày Tết thêm phong phú, đa dạng. Mang trên mình trọng trách thiêng liêng vì cuộc sống bình yên của nhân dân, nơi tuyến đầu tổ quốc, những người lính ấy chấp nhận xa quê, gác lại những tình cảm riêng tư và luôn lạc quan để vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần làm nên những mùa xuân bình yên cho đất nước. Cùng với lực lượng bộ đội biên phòng trong thời điểm người người nô nức đón chào xuân mới, các lực lượng túc trực công an tỉnh Cà Mau cũng dạo cao điểm ra quân, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra là huy động lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiên quyết làm dừng, làm giảm tai nạn giao thông, phục vụ tốt hoạt động mừng đảng, mừng xuân 2020 của chính quyền và nhân dân trong dịp Tết. Chủ động tối đa bố trí là lực lượng có mặt là tuần tra kiểm soát trên địa bàn phụ trách. Cái thứ hai nữa là phải nắm được cái tình hình các cái đối tượng lưu manh, côn đồ, cướp giật, trộm cắp trong cái dịp cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Cái thứ ba nữa làm tốt cái công tác phối hợp các cái đơn vị công an huyện, thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch khi có vụ việc xảy ra, các tình hình an ninh trật tự và lĩnh vực giao thông thì phải phối hợp nhịp nhàng và kịp thời trấn áp
đảm bảo cái an ninh trật tự trong cái dịp Tết. Lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo tăng số ca, số lượng cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát đường bộ và đường thủy, huy động thêm lực lượng công an xã, thị trấn đồng loạt ra quân, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tăng số ca, số lượng cán bộ chiến sĩ tham gia trên các cái tuyến địa bàn trọng điểm, đặc biệt là các khu vực bến xe, để nhằm là hướng dẫn rồi điều tiết để đảm bảo các cái tuyến giao thông thông suốt, và bố trí liên hệ với giao thông vận tải, bố trí đủ phương tiện để phục vụ cho nhân dân, trong đó thì góp phần để làm hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên các cái tuyến địa bàn trọng điểm. Để có thể đảm bảo cho ngày xuân được trọn vẹn, 100% cán bộ chiến sĩ, phương tiện của đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có sự cố xảy ra. Tất cả các cái phương tiện trên xe như xe chữa cháy, lăn dồi dụng cụ các chữa cháy, phòng chữa cháy đó, chúng ta phải kiểm tra thường xuyên và sẵn sàng để chiến đấu. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ liên hệ với một số cái cơ quan trọng điểm, đặc điểm như là khu chợ, khu dân đông dân cư, một cái số cơ sở trọng điểm nguy hiểm cháy nổ, chúng tôi sẽ tiến hành phúc tra khảo sát lại và chọn một số cơ sở trọng điểm để thực tập phương án nhằm tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy. Trước Tết Nguyên Đán Canh Tí, công an tỉnh đã bố trí công an chính quy tại các xã, thị trấn để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Ban chỉ huy công an thành phố Cà Mau đã chỉ đạo lực lượng này phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác vận động quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, quản lý địa bàn, nắm chặt các đối tượng, kịp thời phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ ngăn chặn kịp thời các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Lực lượng là đã là lực lượng chuyên trách một xã, ít nhất là 6 đồng chí. Như thế thì tôi nghĩ rằng về vấn đề trong cái công tác bảo vệ an ninh trật tự nói chung thì rất là thuận lợi trong cái dịp Tết Nguyên Đán là sắp tới cũng như là trở về sau, và tôi nghĩ rằng những lại cái tình hình tội phạm nó sẽ giảm đi. Như vậy, các lực lượng công an trong toàn tỉnh đã và đang ngày đêm thực hiện các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn trong tỉnh, góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân được hưởng mùa xuân trong lành và hạnh phúc. Thưa quý khán giả, để niềm vui Tết lan tỏa trong khắp mọi nhà, mọi người, để những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn có Tết, nhiều tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cộng đồng, doanh nghiệp đã cùng chung tay hỗ trợ trao tặng nhiều phần quà Tết đến họ. Những phần quà sẽ chia là sự động viên, kích lệ tinh thần để họ nỗ lực vươn lên trong năm mới. Trong chương trình Tết Xuân Dày truyền thống hỗ trợ công nhân, lao động nghèo đón Tết Nguyên Đán Canh Tí năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã trao trên 200 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng tiền quà, đồng thời trao 10 ngôi nhà mái ấm công đoàn cho những công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá gần 700 triệu đồng từ nguồn quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động Vận Động và quỹ đóng góp nhà mái ấm công đoàn. Nụ cười quà lẫn những cảm xúc khó tả, một bữa sum họp đủ đầy cùng các phần quà trao tay là sự sẻ chia của cộng đồng hướng về những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội. Trước kia chưa có nhà ổn định thì cuộc sống em rất là chật vật. Cái bươn chải cuộc sống là rất là khó khăn. Hôm nay đã được công đoàn hỗ trợ nhà thì em sẽ cố gắng là phấn đấu lên để cuộc sống ổn định hơn. Nhận được quà thì cũng vui lắm chứ. Rồi với mà nó cũng có thêm cái phần đó để chi phí rồi cũng được. Mà cố gắng gắn bó với công ty thương nghiệp này lâu dài hơn. Rồi sẽ cố năng nổ để đạt được nhiều cái thành tích năm sau. Với quyết tâm quà Tết Canh Tí năm 2020 đảm bảo trao đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả, không trùng lắp, không bỏ sót đối tượng, không sai sót, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch thăm tặng quà cho tất cả các đối tượng chính sách hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 7.699 hộ nghèo được nhận mức hỗ trợ 400.000 đồng một hộ, 6.295 hộ cận nghèo được nhận 350.000 đồng một hộ, 3.152 người thuộc diện bảo trợ xã hội, gồm người cao tuổi cô đơn, trẻ em lang thang,
trẻ em khuyết tật đang nuôi dưỡng tại cộng đồng sẽ được nhận 400.000 đồng một người, bao gồm tiền ăn 200.000 đồng và tiền quần áo 200.000 đồng. 32.331 đối tượng chính sách sẽ nhận hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng một người. Những ngày cận Tết, ngoài sự quan tâm chăm lo của đảng, nhà nước, nhiều nhà hảo tâm, các cộng đồng doanh nghiệp đã đến nhiều nơi địa bàn để trao tay các phần quà ý nghĩa. Đối với những đối tượng chính sách, những hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn đón nhận một cái món quà của đảng, của nhà nước, nói lên một cái ý nghĩa là hết sức là quan trọng, là nó có một cái về sự mà tấm lòng, rồi cái sự mà nỗ lực vươn lên đối với những người mà có hoàn cảnh như vậy. Những món quà Tết chứa chan nhiều tình cảm sẻ chia, yêu thương của cộng đồng xã hội hướng về những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần trợ lực, sẽ không chỉ giúp họ đón Tết đủ đầy hơn mà còn là động lực để họ lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống. Thời tiết giao thừa sắp điểm, trong không khí mừng đảng, mừng xuân, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải có lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang trong tỉnh, cùng bà con quê hương Cà Mau ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Mời quý khán giả theo dõi toàn văn lời chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân mến, mừng xuân mới Canh Tý 2020, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thân ái gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và những người con Cà Mau đang sinh sống, học tập, công tác ngoài tỉnh, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Năm 2019, mặc dù tình hình trong nước, trong tỉnh còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã phát huy truyền thống tốt đẹp, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%, thu nhập nội tỉnh bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng, thu ngân sách trên 5.650 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 168 triệu đô la. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung thực hiện và đạt nhiều tiến bộ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ. Hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, an sinh xã hội được đảm bảo. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệt liệt biểu dương toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, doanh nhân, công nhân và người lao động đã tích cực phấn đấu góp phần đạt được những thành tựu quan trọng trong năm 2019. Bước sang năm 2020, với mục tiêu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đề ra. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân,
Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, những người con xa quê tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhau phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu nêu trên. Mừng xuân mới Canh Tý 2020, mừng đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau kính chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, doanh nhân, công nhân, người lao động và những người con Cà Mau xa quê hương năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Đến đây chương trình Chào Xuân đặc biệt 30 Tết của truyền hình Báo Cà Mau Điện Tử cũng xin được khép lại. Một lần nữa, Minh Thức, Hằng My xin kính chúc quý khán giả những ngày đón Tết Canh Tý vui tươi, đầm ấm và an toàn. Xin hẹn gặp lại ở các chương trình đặc biệt lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.